Tại Bệnh viện Phổi Trung ương trong 5 ngày sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện về các bệnh liên quan tới đường hô hấp tăng đột biến. Ví dụ như các bệnh nhân về hen phế quản, đợt này vào cũng tương đối nhiều. Các bệnh lý về bệnh phổi mãn tính đợt cấp, COPD cũng thấy vào nhiều. Các bệnh viêm phổi phế quản dẫn đến viêm phổi nặng hơn. Nếu như điều trước đấy thì có thể là mình kê đơn điều trị ngoại trú không khó thở, ho khạc đơm thôi. Kê đơn điều trị khoảng một tuần thì có bệnh nhân có thể đỡ, không cần phải nhập viện. Nhưng đợt này thì gần như không khỏi đều phải nhập viện điều trị nội trú. Đấy là một vấn đề cũng đối với anh em làm chuyên môn rất là băn khoăn. Cũng theo các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Trung ương, ô nhiễm không khí là một trong số nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh nhân gia tăng, chủ yếu là các bệnh về hô hấp. Trong không khí có nhiều hạt bụi mịn có kích thước siêu nhỏ, có thể đi thẳng vào phế nang phổi, thậm chí đi thẳng vào máu. Hạt bụi nhỏ sẽ đi vào hệ tuần hoàn gây ra hen suyễn, các vấn đề về tim mạch và nhiều loại bệnh tật khác. Thậm chí nó có thể tác động tới hệ thần kinh trung ương, gây căng thẳng tâm lý và suy giảm trí nhớ. Nếu hít phải bụi mịn với nồng độ cao trong thời gian kéo dài, sức khỏe con người sẽ càng bị đe dọa nghiêm trọng hơn nữa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp bụi mịn vào các tác nhân gây ung thư nhóm 1, đặc biệt nguy hiểm cho người già và trẻ em do sức đề kháng kém. Ở trong môi trường mà độc hại nhiều khói bụi đặc, ví dụ như các cái khói bụi ở ngoài môi trường, cụ thể như giao thông xe cộ chẳng hạn, nó gây ra các bụi lơ lửng đấy và con người ta hít vào. Thì hít vào như vậy các cái chất đấy bản chất nó là chất độc. Thì nếu mà là chất độc thì hy vọng cơ thể chắc chắn nó một lượng ít thì có thể mình chưa cảm nhận được, nếu mà nhiều chắc chắn có sự gây bệnh. Bụi có thể là bụi siêu mịn hoặc là bụi nano. Thì trước đây người ta cho là không có tác hại sức khỏe bởi vì nó đi vào, nó giống phân tử khí đi vào phổi xong nó lại đi ra. Tuy nhiên thì trong vài năm trở đây những cái nhận thức của các nhà khoa học cũng thay đổi. Vì nên cái nghiên cứu nano được rất nhiều bởi vì cái bụi nano vì do kích thước nhỏ nó có tổng diện tích bề mặt riêng lớn, nó có thể hấp thụ rất nhiều chất ô nhiễm làm cho cái độc tính của bụi tăng lên. Và thậm chí nó có thể đi vào được cả qua da, thậm chí vào được cả trong máu. Đấy là những cái mà rất là nguy hiểm. Và còn về tác động chung của bụi đến sức khỏe thì có nhiều, nhưng có trong hai cái người ta hay nói đến là tác động với hệ hô hấp và tác động với hệ tim mạch. Theo số liệu quan trắc của Đại sứ quán Hoa Kỳ, trong năm 2016-2017, cư dân Hà Nội thở bụi khí PM2.5 ở nồng độ 44 microgram trên mét khối. Như vậy, bình quân mỗi người dân, bất kể lớn nhỏ, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều đã hút vào phổi chất độc tương đương của hai điếu thuốc lá mỗi ngày. Đã nhiều năm nay, vấn đề bụi không khí được nhắc tới nhiều, nhưng tình trạng này lại đang ngày càng trầm trọng và người dân thủ đô đang phải đối diện với những căn bệnh nguy hiểm từ ô nhiễm không khí.